Trong một cuộc khảo sát gần đây do tổ chức phi lợi nhuận Kobe Stiftung tiến hành, 76% người Đức gần đây cho biết quan điểm của họ về Mỹ đã xấu đi vì COVID-19, trong khi tỷ lệ này với Trung Quốc chỉ là 36%. Đây là một bước lùi lớn so với năm ngoái, khi 50% người Đức ủng hộ ưu tiên duy trì quan hệ với Mỹ, còn Trung Quốc chỉ có 24%. Trong một câu hỏi khác, chỉ 10% người Đức coi Mỹ là đối tác toàn cầu quan trọng nhất của họ, thấp hơn khá nhiều so với con số 19% năm ngoái. Tỷ lệ tương ứng với Trung Quốc là 6%, chỉ giảm 1% so với năm trước. Cuộc khảo sát do công ty phân tích dữ liệu YouGov tiến hành tại Anh cuối tháng trước cũng cho kết quả tương tự. Khi được hỏi Anh nên củng cố quan hệ với châu Âu hay Mỹ, 35% người Anh cho rằng nên ưu tiên châu Âu, tăng 6% so với tháng 11 năm 2019, và chỉ 13% trả lời là Mỹ, bất chấp việc Anh vừa rời Liên minh châu Âu hồi tháng 1. Theo bình luận viên Adam Bienkopf của Business Insider, những kết quả thăm dò này chứng tỏ cảm tình của châu Âu với Mỹ sụt giảm rõ ràng kể từ khi COVID-19 bùng phát. Tổng thống Donald Trump được cho là đang khiến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế bị lu mờ, trong khi các nước châu Âu dường như ngày càng hướng về Trung Quốc như một lãnh đạo toàn cầu tương lai. Bienkopf nhận định cách Trump xử lý đại dịch khiến toàn cầu ngỡ ngàng, như việc đề xuất nghiên cứu chiếu tia cực tím hoặc tiêm thuốc khử trùng cho người nhiễm nCoV để tiêu diệt virus. Bình luận này được cho là gây ra sự hoài nghi và hoảng hốt trên diện rộng tại nhiều nước châu Âu. Những báo cáo tiết lộ Trump từng cố gắng mua độc quyền một loại vaccine chống COVID-19 tiềm năng đang được phát triển tại Đức cũng khiến châu Âu tức giận. Tổng thống Mỹ bị cáo buộc đề nghị trả 1 tỷ USD cho tập đoàn thực phẩm CureVac của Đức nhằm đảm bảo vaccine chỉ dành cho Mỹ. Những hành động của Trump trong quá trình ứng phó COVID-19 dường như càng thổi bùng cảm xúc tiêu cực đối với ông vốn đã lan rộng tại châu Âu. Một cuộc khảo sát tuần trước cho thấy chỉ 2% người Pháp tin tưởng Tổng thống Mỹ sẽ là người lãnh đạo thế giới. Bienkopf cũng nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chìm vào suy thoái sâu sắc, các chính phủ châu Âu, tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp rõ ràng ngày càng trông cậy vào sự hỗ trợ và đầu tư của Trung Quốc. Cùng với việc nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Trump đã gây ấn tượng xấu cho công chúng châu Âu, sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể khiến Mỹ phải trả giá.